Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm cho bài giảng. Hôm nay Khải xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sách kết nối chi thức của cuộc sống. Chúng lấy xem bài giảng của Khải Liêm như các em quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 6 bảng nhân 4 và bảng chia 4 tiết số 2. Như vậy là hôm trước khi mình đã học tiết 1, giờ em nào chưa tiết xem tiết 1 thì các em có thể vào kênh Khải Liêm. Các em vào danh sách phát vở bài tập toán 3 kết nối chi thức các em xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiết số 3, làm bài tập của tiết số 2. Câu số 1 mình sẽ điền số vào trống nha. Như vậy ở đây mình sẽ có một cái bảng gồm có 3 dòng. Dòng thứ nhất là số bị chia, dòng thứ hai là số chia, dòng thứ ba là khương. Như mình nhớ là mình sẽ lấy số bị chia, chia cho số chia thì sẽ ra khương. Như vậy cấp đầu tiên thì số bị chia là 12, số chia là 4. Mình sẽ tính khương. Mình sẽ lấy 12 chia 4. 12 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 12 chia 4 sẽ bằng 3. Ở đây mình sẽ viết số 3. Giờ câu tiếp theo thì số bị chia là 24, số chia là 4. Mình sẽ lấy 24. 24 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 24 chia 4 sẽ bằng 6. Ở đây mình sẽ viết số 6. Giờ câu tiếp theo thì số bị chia là 20, số chia là 4. Mình sẽ lấy 20 chia 4. 20 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 20 chia 4 sẽ bằng 5. Ở đây mình sẽ viết số 5. Giờ câu tiếp theo, số bị chia là 36, số chia là 4. Mình sẽ lấy 36 chia 4. 36 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 36 chia 4 sẽ bằng 9. Ở đây mình sẽ viết số 9. Giờ câu tiếp theo thì số bị chia là 32, số chia là 4. Mình sẽ lấy 32 chia 4. 32 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 32 chia 4 sẽ bằng 8. Ở đây mình sẽ viết số 8. Giờ câu tiếp theo số bị chia là 8, số chia là 4. Mình sẽ lấy 8 chia 4. 8 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 8 chia 4 sẽ bằng 2. Ở đây mình sẽ viết số 2. Giờ câu tiếp theo là số bị chia là 40, số chia là 4. Mình sẽ lấy 40 chia 4. 40 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 40 chia 4 sẽ bằng 10. Ở đây mình sẽ viết số 1. Giờ câu tiếp theo là số bị chia là 28, số chia là 4. Mình sẽ lấy 28 chia 4. 28 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 28 chia 4 sẽ bằng 7. Ở đây mình sẽ viết số 7. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video để biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 thì người ta kêu mình phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhé? Giờ như là mình sẽ có 4 phép tính là 24 chia 4, 32 chia 4, 12 chia 4 và 20 chia 4. Giờ bây giờ mình sẽ tính nhẩm xem kết quả sẽ bằng bao nhiêu. Giờ mình sẽ chọn kết quả bé nhất nhé. Như mình sẽ có là 24 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? Mình thấy là 24 chia 4 sẽ bằng sạc. Đúng không? Còn 32 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 32 chia 4 sẽ bằng bằng 8. Giờ câu C 12 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 12 chia 4 sẽ bằng 3. Câu D là 20 chia 4, 20 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 20 chia 4 sẽ bằng 5. Như vậy là 6, 8, 3, 5 thì rõ ràng là số 3 phải bé nhất. Như vậy là mình sẽ chọn phân vào chọn đáp án C. 12 chia 4 sẽ là kết quả là bé nhất đúng không? Như vậy mình sẽ phân vào đáp án C. Như là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm nút hết video để biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Câu số 3 mình sẽ điền số vào chỗ trống nha.
Như ở đây mình thấy là có số 32, ở đây là chia 4. Mình sẽ lấy 32 chia 4. 32 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 32 chia 4 sẽ bằng 8. Ở đây mình sẽ viết số 8. Tiếp theo mình sẽ lấy 8 chia 4. 8 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 8 chia 4 sẽ bằng 2. Ở đây mình sẽ viết số 2. Mình sẽ lấy 2 chia 2. 2 chia 2 sẽ bằng bao nhiêu? 2 chia 2 sẽ bằng 1. Ở đây mình sẽ viết số 1. Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm hết video để biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4, có một số xe ô tô con đang ở điểm đỗ xe. Bạn Nam đếm được có tất cả là 16 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe ô tô con đang ở điểm đỗ đó? Biết rằng mỗi xe ô tô con đều có 4 bánh xe. Như vậy câu số 4 này người ta nói là có một số xe ô tô con đang ở điểm đỗ xe. Bạn Nam đếm được có tất cả là 16 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe ô tô con đang ở điểm đỗ đó? Biết rằng mỗi xe ô tô con đều có 4 bánh xe. Thì mình sẽ lấy 16 chia 4 là ra kết quả thôi. Đúng này. Như vậy người ta hỏi cái gì mình trả lời cái này. Người ta hỏi là có bao nhiêu xe ô tô con đang ở điểm đỗ đó? Thì mình trả lời là số xe ô tô con đang ở điểm đỗ. Đang ở điểm đỗ xe đó là số xe ô tô con đang ở điểm đỗ xe đó là giờ số xe ô tô con đang ở điểm đỗ xe đó là mình sẽ lấy 16 chia 4. 16 chia 4 sẽ bằng bao nhiêu? 16 chia 4 sẽ bằng 4. Như là 4. Xe ô tô. Đúng rồi. Như vậy đáp số sẽ là 4 xe ô tô. Giờ như là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài thì các em sẽ bấm nút quốc hết video để biết các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm hết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.